thiệp mời trên bàn, thời gian địa điểm rõ ràng, lại một đám mừng ngờ trong làng, ngõ tình bỗng dừng tay hoang mang. Chuyện của em éo le lắm hai bác ạ. Người yêu cũ nhắn tin mời đám cưới khiến em bất ngờ không biết làm sao. Hai bác có cao kiến gì không? Chú cứ bình tĩnh nhắn tin lại. Một đám cưới bằng ba đám ma, xem nó thế nào. Chú cứ đến bắt tay chú rể và nói: em là người yêu cũ của cô dâu, hiện đang bị ết sắp chết. Chúc hai anh chị hạnh phúc.